cháu bé ấy, nó đứng ở trên nó la hét, thế nhưng thực ra thì cũng bất lực. Sâu mà, nguy hiểm lắm. Cho thuê nhưng cơ sở lại nói là không cho thuê. Còn rất nhiều các cái chủ nhà trọ là người ta vẫn còn khá là thờ ơ và chưa trang bị phương tiện. Chung cư xây mới thì đương nhiên là người ta phải chấp hành rồi. Thế nhưng mà bây giờ là can thiệp với lại những cái chung cư phi chuẩn mà đã lỡ xây rồi. Với những cái khung sắt mà chuồng cọp, chúng ta sẽ phải tạo những cái lối cửa. Giải pháp mà khả thi nhất cũng như là có thể áp dụng phổ biến nhất thì theo tôi là mở các cái thang thép thoát hiểm ở phía trước, ở mặt tiền của tòa nhà. Từ những giải pháp được đưa ra thì phải tổ chức thực hiện nhanh chóng. Sau vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 56 người chết hồi tháng 9 năm 2023, người dân thủ đô lại bàng hoàng trước thông tin 14 người tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vào rạng sáng ngày 24 tháng 5 năm 2024. Trước khi cháy, trong hai ngôi nhà thường có 24 người sinh sống, bao gồm nhà chủ 7 người và 17 người thuê trọ. Bên dưới tầng 1 vẫn hoạt động kinh doanh và sửa chữa xe điện. Nhiều nhân chứng cho biết, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có một khoảng sân để 20 đến 30 chiếc xe máy, xe điện. Khi xảy ra cháy, những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong công tác dập lửa, cũng như khiến nhiều người tử vong. Lửa bùng rất to từ tầng 1 lên. Và lúc đấy ở hiện trường, ở ngoài thì hiện tại có tầm hơn 10 người. Thì mọi người hô hoán và tìm cách vào trong để cứu người, nhưng mà lửa bùng quá to, không thể vào được. Với sức nóng khủng khiếp ở trong cái môi trường kín thì gần như là số người sống được như thế là cũng là một trong những kỳ tích rất là lớn rồi. Và khi mà tiếp cận vào trong thì phải mất thời gian rất là dài để dọn dẹp các cái vật liệu cháy đã cháy. Ví dụ như là khung xe bị cháy trơ trụi ra thì mới có thể là đưa được những người mà bị thương và tử nạn ra ngoài. Gần một tháng sau, vào tối 16 tháng 6, ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh ở số 207 Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội cũng xảy ra cháy, khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở, hàng hóa xếp kín cầu thang. Theo người dân sinh sống tại đây, bên trong nhà có một hệ thống thang máy và thang bộ. Tuy nhiên, ở lối thang bộ cũng xếp kín hàng hóa. Cái cháu bé ấy, nó đứng ở trên nó la hét, thế nhưng thực ra thì cũng bất lực. Lực lượng công an ở đây là bên công an rồi bên bộ đội của lữ đoàn thông tin đây là các đồng chí cũng đến kịp thời. Thế nhưng thực ra thì vì cái điều kiện nó ở trên cao cộng với cả nó cũng nhiều cái yếu tố khác nữa đâm ra dẫn đến cũng bất lực. Theo các nhân chứng, vụ cháy xảy ra từ hơn 18 giờ tối ngày 16 tháng 6. Người dân nghe tiếng kêu cứu và thấy các nạn nhân tìm đủ mọi cách để thoát nạn. Sau nhiều cố gắng, có người chồng và con trai của nạn nhân nhảy ra mái tôn nhà bên cạnh và thoát xuống dưới. Còn lại 4 bà cháu bị mắc kẹt và lực lượng chức năng không thể tiếp cận được hiện trường. Cái nhà này là thiết kế thì theo kiểu nhà ống mà lại bịt kín toàn bộ trước mặt. Khi cháy xảy ra rồi thì chắc chắn là lúc đấy phải nhờ đến cái phương tiện phòng cháy chữa cháy của thành phố thì có thể mới cứu được. Chứ còn người dân bình thường thì cũng không thể nhảy lên hoặc là vào để mà phá được các cái lô cốt này ra. Nhà anh Nguyễn Quang Trương ngay sau căn nhà bị cháy. Từ lúc nghe thấy tiếng kêu cứu của các nạn nhân, anh đã cùng nhiều người hàng xóm trèo lên mái nhà để dùng bình chữa cháy, nước dập lửa. Thậm chí, mọi người còn dùng búa tạ để đập cửa kính và khung sắt. Tuy nhiên, ngôi nhà bị bịt kín và quá kiên cố nên mọi nỗ lực đều bất thành. Không vào được trong vì cứ hắt nước thôi, chứ còn hắt nó đúng ra là nó có cái mái đấy, nhìn ra là không thể vào được nước vào mà khói nó nhiều quá. Hỗ trợ anh em tất cả các thứ là để kéo cái cửa kính để cho khói nó bay ra ngoài thôi. Hai vụ cháy gây hậu quả thương tâm trên một lần nữa cho thấy những hiểm họa về cháy nổ luôn bủa vây người dân sinh sống tại các đô thị lớn như Hà Nội. Không chỉ ở các quận nội thành, khu vực trung tâm, ngay cả ở các huyện ngoại thành của Hà Nội
cũng đầy rẫy những vi phạm tồn tại về phòng cháy chữa cháy kéo dài mà chưa được xử lý. Quanh khu vực ngõ 43 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nơi xảy ra vụ cháy khiến 14 người tử vong, có nhiều nhà trọ chật hẹp như thế này. Thậm chí không hiếm để bắt gặp những ngôi nhà thuê trọ kết hợp với kinh doanh ở tầng 1. Sau vụ cháy kinh hoàng, người dân cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ hãi khi nơi đây toàn ngõ ngách nhỏ hẹp và nhiều ngôi nhà bị bịt kín bởi khung sắt, chuồng cọp. Mình cảm giác thì nó không được an toàn lắm. Thế cả có hệ thống chống cháy tốt đi chăng nữa thì cũng nó cảm giác nó cũng không được thuận lợi cho việc mà khi xảy ra việc gì mình có thể trốn thoát. Nhìn thì bởi xung quanh cũng hẹp nữa, không có lối nào để mình ra được. Tại quận Đống Đa, Hà Nội, cũng không khó để bắt gặp những ngôi nhà cho thuê trọ kết hợp với kinh doanh được bố trí ở ngay tầng 1 như thế này. Điểm dễ quan sát là tại đây, cửa sổ liên được hàn khung sắt kiên cố, không có ban công. Và khi xảy ra sự cố, rất khó để người sinh sống tại đây có thể phá cửa, thoát ra bên ngoài. Bà sợ lắm, bà bây giờ bà lưu ý cho những người vào trọ đây cẩn thận đấy. Chứ đừng có vào những cái ngõ sâu mà nguy hiểm lắm, không có đường thoát. Nhà này không có nơi thoát, dễ chết lắm. Với những cái ngõ ngách nhỏ như thế này thì việc là tiếp cận của các cái cơ quan về cứu hộ ấy gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nếu mà có đến nơi xong thì có khi là cũng rất là khó để mà cứu được chúng ta. Chính vì vậy mà bản thân mỗi gia đình, mỗi người chúng ta phải tự trang bị cái kỹ năng về thoát hiểm như thế nào. Mà cũng như là các gia đình phải tự tìm cách, coi như là tìm các cái lối thoát hiểm cho chính bản thân mình. Sau hàng loạt thảm kịch cháy nổ thương tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các đơn vị rà soát các quy định và điều kiện về phòng cháy chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7, đồng thời kiểm tra, phân loại có ngay giải pháp về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Ngày 24 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành công điện số 04 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố qua Công an thành phố trước ngày 20 tháng 6. Đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại, tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra hoàn thành trước ngày 15 tháng 7, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 7. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát đối với nhà trọ, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 100% các cơ sở hoàn thành việc khắc phục các giải pháp trước mắt. Đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đã kiểm tra theo chỉ đạo tại công điện của Thủ tướng Chính phủ. Đây là buổi làm việc của Tổ kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy phường Quán Thánh với chủ cơ sở nhà trọ có địa chỉ tại số 108 phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Dù đã liên hệ, thông báo trước nhiều ngày, nhưng tại thời điểm làm việc, chủ nhà là bà Phạm Thị Ngọc Khuê không có mặt. Công an khu vực và người thân đã liên hệ nhiều lần qua điện thoại nhưng vẫn không gặp được chủ nhà. Trong lần trao đổi với công an khu vực trước đó, bà Khuê cho biết gia đình không còn kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện tại tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà có người đang thuê trọ và chưa đăng ký tạm trú, tạm vắng. Trước khi kiểm tra, chúng tôi đã tiến hành gửi thông báo về nội dung kiểm tra, buổi kiểm tra, thời gian kiểm tra, tiến độ kiểm tra. Trong ngày hôm nay, sau khi cơ sở nhận được cái thông báo về kiểm tra, cơ sở đã nói không trung thực cho thuê nhưng cơ sở lại nói là không cho thuê để trốn tránh cái việc kiểm tra. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra và quá trình nắm bắt địa bàn, chúng tôi đã nhận định là cơ sở vẫn đang cho thuê và hôm nay chúng tôi vẫn tiến hành kiểm tra để ghi nhận lại sự việc, báo cáo có chức năng xử lý theo đúng quy định. Vấn đề phòng cháy chữa cháy tại ngôi nhà này cũng tồn tại nhiều bất cập như không trang bị hệ thống báo cháy, không trang bị hệ thống chữa cháy, không đảm bảo chống khói cầu thang bộ, không đảm bảo ngăn cháy lan theo cầu thang, không đủ số lối thoát nạn.
Anh chị tôi là có một cháu là bạn của con trai đến đây thuê. Đấy thì là cháu hiện nay là đi làm, cho nên là cháu không về để mà thực hiện được là đón tiếp cái đoàn kiểm tra này để kiểm tra về cái chuyện phòng cháy chữa cháy như thế nào. Thì tôi thay mặt chị tôi, anh tôi và cũng như là thay mặt cho cháu thì có cái gì đấy thì tôi sẽ truyền đạt lại. Cơ sở này cũng không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Tầng 1 được cho thuê làm kinh doanh, tầng 2 đến tầng 7 được bố trí thành 12 căn hộ để cho thuê trọ. Tại thời điểm kiểm tra, 8 căn hộ với tổng cộng khoảng 14 người sinh sống. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các lỗi vi phạm chủ yếu của cơ sở là không đảm bảo số lối thoát nạn, không đảm bảo ngăn cháy, ngăn khói cầu thang bộ, không đảm bảo kích thước, dạng cầu thang bộ thoát nạn, không trang bị hệ thống chữa cháy trong nhà. Những cái tối thiểu là chúng tôi cũng đã thực hiện được rồi. Và chúng tôi nếu như mà trong trường hợp mà không khắc phục được hết thì từ trước đến giờ là căn hộ của chúng tôi là luôn có bảo vệ và kỹ thuật trực đêm và tạp vụ trực ban ngày. Sau đi kiểm tra thì chúng tôi nhận thấy là tất cả những cái khu cơ sở này thì là gần như là chưa đảm bảo về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Thì nên là chúng tôi đi kiểm tra thì đã nếu mà những cái cơ sở nào mà không đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy thì Ủy ban nhân dân phường sẽ ra cái thông báo là cho đình chỉ luôn cái việc là kinh doanh tại các cơ sở này. Còn với những cái trường hợp mà vượt quá cái thẩm quyền của Ủy ban phường thì Ủy ban phường sẽ thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính và đề xuất báo cáo Ủy ban quận để ban hành cái quyết định để xử lý xử phạt các cái trường hợp vi phạm này theo quy định. Còn đây là một tòa nhà cao tầng cho thuê trọ nằm ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do được đưa vào sử dụng từ lâu nên cơ sở hạ tầng khá cũ và nhiều hạng mục chưa thể đáp ứng được ngay các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy sau đợt tổng kiểm tra, rà soát vừa qua. Tầng hầm nhỏ nhưng chứa nhiều xe, sắp xếp lộn xộn. Khu vực máy bơm được quay bằng tấm cót, tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ. Dù đã được trang bị thêm phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy nhưng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn lưu ý về lối thoát hiểm tại các phòng. Đây thì biết là mình bột rồi nhá. Đấy là một số các lưu ý liên quan. Còn kể cả bên cơ quan lực lượng chức năng cũng có nhắc nhở tuyên truyền và đưa ra cái cách khắc phục. Thì hiện tại thì mình đã khắc phục được một số vấn đề, tuy nhiên thì còn một số vấn đề nó liên quan đến kết cấu tòa nhà các thứ nữa thì mình sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất có thể. Chung cư mini này mới xây từ đầu năm 2023 với quy mô 7 tầng. Trong số này, 5 tầng cho thuê trọ với tổng số 15 phòng và hơn 20 người sinh sống thường xuyên. Khu vực tầng 2 cho thuê văn phòng và một tầng hầm. Kiểm tra thực tế tại tòa nhà, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đặc biệt lưu ý khu vực tầng hầm, nơi đây thường xuyên có nhiều phương tiện xe máy, xe đạp điện của người thuê. Hơn nữa, cầu thang bộ không có giải pháp ngăn cháy, khiến cho nguy cơ cháy lan lên các tầng cao là rất lớn. Giải pháp bổ sung tăng cường. Cái việc phòng cháy chữa cháy thì nó phải làm từ xưa đến giờ thì luôn luôn rất là cần thiết. Và đặc biệt là khi mà xảy ra cái vụ cháy đấy thì ban quản lý tòa nhà cũng như mọi người cũng đã đều tìm hiểu thêm và đặc biệt là đi học thêm các chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy. Đợt đấy cũng phải trang bị bổ sung một vài thiết bị như là thang thoát hiểm bằng thang dây này, rồi chăn chống cháy này, và bổ sung thêm bình các thứ. Theo thống kê, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm hiện có khoảng 5.000 nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, chung cư mini. Qua đợt kiểm tra tổng rà soát phòng cháy chữa cháy vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện còn nhiều tồn tại về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này. Thậm chí có những cơ sở được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn rất thờ ơ và không có các giải pháp để khắc phục vi phạm. Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân quận cũng như là đoàn liên ngành của Ủy ban nhân dân các phường thì cũng đã đều chỉ ra các cái tồn tại vi phạm gây mất an toàn phòng cháy cháy đối với nhà trọ và cũng đã yêu cầu là chủ nhà trọ là phải khắc phục có những cái biện pháp giải pháp ngay trước mắt để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Sau khi mà được hướng dẫn nhắc nhở thì có một số chủ nhà trọ thì đã tiến hành các cái biện pháp khắc phục ngay, nhưng còn rất nhiều các cái chủ nhà trọ là người ta vẫn còn khá là thờ ơ và chưa trang bị phương tiện. Cái thứ hai là các cái điều kiện về bố trí thêm cái lối thoát nạn là nhiều nhà là chưa thể bố trí được do cái đặc điểm về kiến trúc.
Sau khi vào cuộc kiểm tra, tính đến hết ngày 4 tháng 7, đối với nhà trọ, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra đối với 36.972 trên 36.972 cơ sở nhà trọ trên địa bàn thành phố, xử phạt 3.134 trường hợp, phạt tiền hơn 12,8 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với chung cư mini, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini trên địa bàn thành phố, tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đã tổ chức kiểm tra đối với 5.808 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, xử phạt 435 trường hợp, phạt tiền trên 487 triệu đồng, tạm đình chỉ 9 trường hợp, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm không đảm bảo hoặc không có lối thoát nạn thứ hai, không bố trí hệ thống chống cháy lan. Nhiều cơ sở thiếu trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, người thuê trọ chưa được tập huấn đầy đủ kỹ năng xử lý hỏa hoạn. Việc sắp xếp đồ đạc còn tùy tiện, gây ảnh hưởng lối thoát nạn. Đặc biệt, việc đấu nối điện còn tạm bợ, thiếu quy chuẩn. Theo các chuyên gia, việc tổng kiểm tra, rà soát phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà trọ trên địa bàn cả nước là cần thiết do hàng loạt vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua. Việc này sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước có bức tranh tổng thể, toàn diện về việc chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy của chủ cơ sở để có hướng xử lý phù hợp. Giúp cho chính quyền thành phố thấy rõ được cái thực trạng về cái tình hình các cái nhà trọ hiện nay và nhà kinh doanh kết hợp với trọ hiện nay trên địa bàn thành phố. Những cái bất cập, những khó khăn, những cái thiếu sót để thành phố đề ra các biện pháp làm sao mang tính khả thi cao, nó phù hợp với thực tế hiện nay. Đấy, vừa đảm bảo cái duy trì cái yêu cầu điều kiện cho dân sinh, điều kiện về nhà ở cho người lao động, nhưng đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu bắt buộc về mặt phòng cháy chữa cháy. Theo số liệu thống kê của Công an Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 31.239 nhà trọ, 39.214 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Đáng chú ý, để tăng thêm thu nhập, ngoài việc cho thuê phòng trọ đơn thuần, nhiều hộ dân còn tận dụng khu vực tầng 1 để kinh doanh, sản xuất dù nhiều loại hình kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Không chỉ thế, Hà Nội hiện có 5.437 tuyến đường ngõ sâu trên 200m, 223 tuyến đường ngõ có barrier, cọc chắn xe chữa cháy, xe chuyên dụng không thể di chuyển tiếp cận được. Thành phố cũng có khoảng 1.600 nhà tập thể, chung cư cũ được xây dựng cách đây khoảng 50 đến 60 năm, đa số hết niên hạn sử dụng, có nguy cơ sụp đổ và mất an toàn cao về phòng cháy chữa cháy. Theo các chuyên gia, hiện nay, những nhà ở riêng lẻ kết hợp đa mục đích, vừa ở vừa cho thuê pháp luật không cấm. Tuy nhiên, cùng với việc đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, còn rất nhiều vấn đề đặt ra, trong đó quy định của pháp luật về việc đảm bảo an toàn cho các khu trọ, nhà trọ thấp tầng vẫn chưa được hoàn thiện. Nhà ở riêng lẻ cho thuê phòng trọ thì điều kiện tiêu chuẩn và quy định phòng cháy như nào là chưa có cụ thể. Rồi là quy định cái chung cư mini thế nào là chung cư mini và điều kiện phòng cháy của chung cư mini là như thế nào là chưa cụ thể. Rồi là quy định về nhà ở trong ngõ hẻm với nhà mặt phố phòng cháy khác nhau như thế nào thì cũng chưa có cái cụ thể. Tôi cho rằng là cần phải có những cái cụ thể đối với từng trường hợp như vậy, thiết thực để người dân dễ hiểu, dễ vận dụng, dễ áp dụng và cái việc kiểm tra, phát hiện xử lý cũng kịp thời hơn. Chung cư xây mới thì đương nhiên là người ta phải chấp hành rồi. Thế nhưng mà bây giờ là can thiệp với lại những cái chung cư phi chuẩn mà đã lỡ xây rồi, đã khai thác cạn kiệt ở cái không gian rồi, thì bây giờ đưa nó vào thì cũng không phải là muộn. Bởi vì là nó là điều kiện để anh có thể phát triển, để anh có thể khai thác kinh doanh. Do vậy là khi đưa vào luật thì cái cách mà ứng xử nó dễ hơn. Nhưng mà khi mà ứng xử thì nó là muôn hình vạn trạng, nó là nhiều cái sáng tạo, chứ không phải đưa cái tiêu chuẩn là anh đưa ra các điều kiện thôi, chứ còn mỗi một tình huống nó có những cái cách giải quyết khác nhau. Luật thủ đô sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 quy định. Trong trường hợp thật cần thiết để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp của Hà Nội được áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đại tá Đào Hữu Dân, giảng viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cho rằng
Đây sẽ là cơ sở để người đứng đầu các cơ sở nhà trọ, chung cư, nhà cao tầng hay nhà ở kết hợp kinh doanh tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, luật còn cho phép Hà Nội được phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy cao gấp đôi cả nước, cũng sẽ góp phần tạo sức răn đe. Đấy là cái giải pháp mà có thể nói rằng là rất cần thiết trong tình hiện nay để ngăn chặn các hành vi vi phạm một cách triệt để. Nhất là những cái biện pháp ví dụ như là được phép cắt điện các nước. Tất nhiên, để thực hiện cái này thì phải có những hướng dẫn cụ thể đối với những loại hình nào, công trình nào, và trong trường hợp nào và ai ra quy định đó được thực hiện như thế nào. Số liệu thống kê từ Công an thành phố Hà Nội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 594 vụ cháy, làm 20 người chết, 9 người bị thương, ước tính thiệt hại 5,1 tỷ đồng, trong đó 4 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng. Nguyên nhân các vụ cháy được xác định do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm hơn 73%, còn lại các nguyên nhân do sơ suất khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hơn 10%, do vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy 0,34% và các nguyên nhân khác. Điều này một lần nữa cho thấy, việc tìm các giải pháp ngăn cháy, hạn chế nguy cơ cháy nổ là hết sức cần thiết, trong bối cảnh còn nhiều tồn tại, hạn chế về phòng cháy chữa cháy bủa vây các khu dân cư, nhà cao tầng. Theo kiến trúc sư Đoàn Ngọc Tú, tại các cơ sở đô thị lớn như Hà Nội, vốn đất chật, người đông, người dân đều tận dụng mọi không gian để xây dựng nhà cửa, thậm chí làm thêm chuồng cọp, khung sắt để bảo vệ tài sản. Với loại hình nhà ở này, người dân cần mở chuồng cọp với kích thước 60 x 60 hoặc 80 x 80cm để có thể thoát hiểm sang mái tôn nhà hàng xóm hay thoát hiểm xuống mặt ngõ rộng. Các chuồng cọp sau khi cải tạo có thể cài hoặc khóa lại bằng ổ khóa. Tuy nhiên, chìa khóa cần treo ở những vị trí dễ nhìn, dễ lấy nhất. Cái trường hợp là mặt tiền hoàn toàn kín, đặc hoàn toàn. Vậy thì cái cửa sổ và những cái nan bảo vệ, nan sắt bảo vệ thì chúng ta cũng phải mở ra để làm sao có thể tiếp xúc với cái ánh sáng bên ngoài để có một cái lối là gì cũng theo cái quy định là chúng ta phải là 80 x 80 thì đó mới đảm bảo cho cái việc thoát hiểm. Khi mà anh xảy ra, anh có thể thoát ra ngoài và tỏa ra hai ba bên. Theo kiến trúc sư Phạm Đức Hùng, dạng nhà ống hoặc nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh rất phổ biến hiện nay ở các khu đô thị lớn, tức là chỉ có một lối ra ngoài qua mặt tiền phía trước, ba mặt còn lại chủ yếu tiếp giáp với các công trình xây dựng khác. Không gian chật hẹp nên đa phần mật độ xây dựng trong các gia đình đều lên tới 100%. Vì thế không có khoảng lùi hoặc khoảng hở để thiết kế hệ thống thang thoát hiểm. Bên cạnh việc mở chuồng cọp, kiến trúc sư Hùng cho rằng một giải pháp mà các gia đình có thể lựa chọn là mở các thang thép thoát hiểm ở phía trước, ở mặt tiền của tòa nhà để thoát thẳng xuống ngõ hoặc đường. Những cái thang thoát hiểm bằng thép bổ sung thông thường có kích thước khoảng 60 phân chiều rộng và có thể gọi nôm na nó là thang khỉ bám vào tường bằng những thanh thép. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi có cái lồng thép bảo vệ bên ngoài để đảm bảo sự an toàn cho người dân trong tình trạng hoảng loạn, không bị nguy hiểm. Thi công hoàn toàn ở mặt tiền cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc sinh hoạt trong nhà cả, cho nên thời gian thi công có thể sẽ rất là nhanh. Cũng theo các chuyên gia, một số vụ cháy gần đây chủ yếu xuất phát từ tầng 3 trở lên. Người dân thường bị mắc kẹt do thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống hay không thể thoát được ra ban công, lô ra. Do đó, khu vực tầng áp mái cần phải có cửa để di chuyển thoát nạn sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo, có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát ra cửa lắp. Với những cái nhà ở nhỏ mà nằm trong các khu dân cư ấy, thì từ mái nhà có thể thoát sang các cái mái nhà hàng xóm lân cận bởi vì cái độ cao của các nhà trong khu dân cư thông thường nó cũng khá là gần nhau. Cái thứ hai nữa là cái ban công thì với cái độ cao nó cũng tương đối là thấp. Đấy, thì mình người dân có thể chặn các cái khe cửa để cho khói không tràn vào trong phòng và sau đó thì thoát ra ban công và chờ cứu hộ. Từ những hướng dẫn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các kiến trúc sư, người dân tại nhiều nơi đã chủ động trong việc trang bị lối thoát nạn thứ hai, tìm các giải pháp phù hợp để phòng ngừa cháy nổ tại nơi mình sinh sống. Gia đình bà Đào Thanh Bình đã sinh sống tại nhà tập thể N4 ngõ 34 phố Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội hơn 30 năm nay. Khu tập thể cũ nên nhiều khu vực trong nhà đã được bà cải tạo lại cho an toàn và kiên cố. Theo bà Bình, những vụ cháy nổ nghiêm trọng trong thời gian qua khiến bà vô cùng lo lắng. Được sự vận động, tuyên truyền của phường Liễu Giai và tổ dân phố, bà đã đi đầu trong việc mở chuồng cọp, trang bị thêm búa thoát hiểm, bình cứu hỏa.
Chi phí để bà mở chuồng cọp cũng được hỗ trợ một nửa, nên chỉ phải bỏ ra chưa đến 500.000 đồng. Chúng tôi đã có mở một cái cửa thoát hiểm, và trong cái cửa thoát hiểm đấy thì chúng tôi cũng trang bị thêm cả bình cứu hỏa và cái dây để sử dụng khi có một sự cố xảy ra. Tôi thấy cũng rất là cần thiết, bởi vì là khi mà xảy ra thì mình mở ra cũng rất là thuận tiện cho mình, bởi vì thứ nhất là đảm bảo cho người thân của mình nữa. Gần nhà tập thể N4 ngõ 34, tại các khu tập thể 30, tập thể 32 ngõ Vạn Bảo, người dân cũng đồng loạt mở lối thoát nạn thứ hai. Người dân cho biết nhà tập thể đưa vào sử dụng nhiều năm đã xuống cấp, tiềm ẩn không ít nguy cơ hỏa hoạn. Do đó bên cạnh việc phá chuồng cọp, họ còn trang bị thêm thang dây thoát hiểm hạ chậm. Ở nhà tập thể thì cũng rất cần làm có cái cửa thoát hiểm như thế. Nhất là gần đây lại có rất nhiều những vụ cháy đáng tiếc xảy ra, nên là mình thấy rất là cần phải làm cái cửa thoát hiểm như vậy. Không chỉ tuyên truyền vận động, Ủy ban Nhân dân phường Liễu Giai còn làm việc với đơn vị thi công để hỗ trợ giá tốt nhất cho người dân trên địa bàn khi tiến hành tháo chuồng cọp, mở lối thoát nạn thứ hai. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên đến các hộ dân để tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư. Đa phần thì các hộ dân cũng đã quan tâm hơn đến công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Và cái mở lối thoát nạn thứ hai thì cũng đã có những các hộ dân tiếp tục là đăng ký để mở lối thoát nạn thứ hai để đảm bảo cái công tác phòng ngừa trong khi sự cố xảy ra. Cũng có những gia đình khó khăn thì người ta chưa làm kịp thì chúng tôi sẽ là hỗ trợ bằng cách là xã hội hóa để giúp người ta có bình chữa cháy. Còn mở cửa thoát nạn thứ hai thì hiện nay là tổ dân phố Hồ Chín là đã khoảng 80%, gần 80% thôi là các gia đình người ta đã mở cửa thoát hiểm thứ hai rồi. Khu phố cổ Hà Nội với những cụm dân cư sinh sống nhiều chục năm, sâu hun hút trong những ngõ hẹp với những đường dây điện có tuổi đời cũ không kém. Tất cả đều rất cũ kỹ và có thể trở thành các tác nhân gây ra hiểm họa nếu người dân không nâng cao cảnh giác trong công tác phòng chống cháy nổ. Ý thức được những tồn tại bất cập trên, người dân phố cổ Hà Nội đã tìm đủ cách để sinh sống an toàn trong chính ngôi nhà của mình. Như gia đình bà Vương Kim Xuân ở phố Hoàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại mỗi tầng, bà Xuân đều bố trí một cửa sổ thoát nạn ra bên ngoài. Dù số tiền bỏ ra là không nhỏ, nhưng bà cảm thấy vô cùng yên tâm khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra. Tôi cũng được đi họp tổ dân phố, được phổ biến về cái hậu quả của cái việc mà cháy mà nó không có cái lối thoát hiểm thì rất là nguy hiểm. Thành ra là tôi, gia đình cũng bắt đầu là đầu tư vào để mở các cái cửa thoát hiểm này ra ngoài. Đấy, thì chúng tôi đầu tư cũng không hết bao nhiêu, nhưng mà cảm thấy từ lúc đầu tư xong thì tôi thấy rất là an toàn. Dây điện cũ, xuống cấp và chằng chịt là đặc sản đối với các khu phố cổ. Do đó, để giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai đã tổ chức vận động người dân huy động các nguồn xã hội hóa để thanh thải đường dây điện, phòng ngừa cháy nổ. Trước đây tôi nhìn thì ghê lắm, rồi nó không ra cái hình dáng gì cả. Và từ khi phường đang vận động các hộ dân ấy, làm cho họ lại để chống cháy nổ ấy, chúng tôi đã chấp hành tốt. Đã nhiều hộ làm, bên này làm, bên kia cũng nhiều nhà đã làm xong rồi. Trên địa bàn phường Hàng Gai thì thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã thực hiện tuyên truyền và đã tiến hành mở lối thoát nạn 100% những cái hộ mà có lối thoát nạn rồi. Nhưng tuy nhiên là trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi tiếp tục đi rà soát và đi kiểm tra vào từng nhà, vào từng ngõ để kiểm tra tuyên truyền tiếp tục để những cái trường hợp mà phát sinh mới lắp những chuồng cọp hoặc là có những nhà thì đã có lối thoát nạn thứ hai rồi, nhưng tuy nhiên là chúng tôi tiếp tục vận động những nhà đó tiếp tục mở những cái lối thoát nạn tại các ban công, tại các tầng. Trên thực tế, đã có nhiều vụ hỏa hoạn ở khu dân cư do người dân bất cẩn trong sinh hoạt hay cơ sở hạ tầng xuống cấp, cũ kỹ gây chập cháy. Với điều kiện hiện nay của Hà Nội và nhiều khu đô thị lớn khác, rất khó để các cơ quan chức năng tìm ra một giải pháp an toàn tuyệt đối cho cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, bản thân các gia đình, chủ cơ sở kinh doanh cần nêu cao cảnh giác, tự trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy để cứu mình, cứu người, để không còn bị động, loay hoay trước giặc lửa, để những cái chết thương tâm, ám ảnh không còn xảy ra.